Các bạn thân mến, ngày 19 tháng 8 năm 1965, Cộng hòa Triều Tiên thông qua đạo luật cho phép sư đoàn thủ đô sang miền Nam Việt Nam tham chiến với tên gọi Sư đoàn Mãnh Hổ. Tháng 9 năm 1965, nước này gửi tiếp Lữ đoàn Rồng Xanh và một năm sau Sư đoàn Bạch Mã cũng đến miền Nam Việt Nam. Từ đây, nhân dân các tỉnh Nam miền Trung phải đối mặt với những người con thú mặt người xứ Kim Chi. Từ khi đóng quân, lính Hàn Quốc này đã gây ra nhiều tội ác chiến tranh đối với nhân dân vùng chiếm đóng bằng những cuộc hành quân nhằm tiêu diệt lực lượng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và phá các căn cứ kháng chiến. Trước tình hình đó, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã lập kế hoạch tiến công để tiêu diệt toàn bộ đồn của quốc quân Hàn Quốc. Và trận Quang Thạnh là một trận tấn công với chiến thắng vang dội của quân giải phóng. Trong trận này, lính đặc công Việt Nam đã đả bại Mãnh Hổ và Rồng Xanh. Mời quý vị hãy cùng theo dõi qua video ngày hôm nay. Đặc công Việt Nam xé xác Mãnh Hổ Rồng Xanh Hàn Quốc năm 1967. Trước khi đi vào diễn biến trận Quang Thạnh lịch sử này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm đôi nét về Mãnh Hổ Rồng Xanh. Sư đoàn Mãnh Hổ thành lập ngày 20 tháng 6 năm 1949 và được coi là một trong những sư đoàn thiện chiến nhất trong chiến tranh Triều Tiên. Khi tới Việt Nam, sư đoàn này có 18.111 quân, nhiều hơn các sư đoàn khác gần 5.000 quân, với hai trung đoàn bộ binh số 1 và số 26, một trung đoàn kỵ binh thiết giáp, 3 tiểu đoàn pháo 105mm, một tiểu đoàn pháo 155mm, một tiểu đoàn công binh, 7 đại đội yểm trợ, gồm đại đội quân y, trinh sát, thông tin, quân cảnh, hậu cần, thiết giáp, dự bị. Ngoài ra, còn có một số phi đội không quân. Sở chỉ huy đóng tại thung lũng Vân Canh, tỉnh Bình Định, do Thiếu tướng Lee Hyung Hyun làm tư lệnh và Thiếu tướng Lee Pyong Jun làm phó tư lệnh. Theo thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Cộng hòa Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, Sư đoàn Mãnh Hổ có nhiệm vụ trấn giữ toàn bộ khu vực phía Bắc vùng 2 chiến thuật, là vùng mà phía Mỹ coi là địa bàn chiến lược quan trọng. Vùng đất này chạy dài từ Biển Đông đến giáp với Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Nếu làm chủ được khu vực này, không những tạo được thế chia cắt, cô lập chiến trường miền Nam Việt Nam với miền Bắc Việt Nam, mà còn làm chủ được trục đường 19, bắt đầu từ Quy Nhơn, Bình Định, qua An Khê lên Pleiku, Gia Lai, kéo dài đến biên giới Campuchia. Con đường này không chỉ đóng vai trò như một tuyến vận tải huyết mạch nuôi sống toàn bộ tập đoàn phòng ngự của Mỹ, quân đội Sài Gòn ở Bắc Tây Nguyên, mà còn là con đường cơ động chiến lược quan trọng bậc nhất ở trung tâm Đông Dương. Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Rồng Xanh thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1951, và khi sang Nam Việt Nam có hơn 5.000 quân, gồm 4 tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 và 5, do Thiếu tướng Lee Bong Chun làm lữ đoàn trưởng và Đại tá Yong Jo-sop làm tham mưu trưởng. Tại Việt Nam, lữ đoàn này được coi là lực lượng đặc biệt trong quân đội Nam Triều Tiên bởi tính thiện chiến, sự tàn ác và hung bạo. Tháng 10 năm 1965, Lữ đoàn Rồng Xanh có mặt tại Cam Ranh. Tháng 12 năm 1965, sau khi phát hiện Trung đoàn 95 Quân khu 5 hoạt động tại khu vực Tuy Hòa, Phú Yên, Bộ Tư lệnh Quân Mỹ tại vùng 2 chiến thuật và Bộ Tư lệnh Lâm thời Quân đội Nam Triều Tiên tại Việt Nam quyết định điều lữ đoàn đến để khống chế, tiến tới bao vây, tiêu diệt toàn bộ Trung đoàn 95. Ngoài mục đích trên, việc Lữ đoàn Rồng Xanh được điều về Tuy Hòa còn nhằm kiểm soát một vùng đất đai rộng lớn. Tại Tuy Hòa, lực lượng của Lữ đoàn Rồng Xanh được triển khai trong 12 đồn bốt, mỗi đồn thường là một đại đội, chỉ có vài đồn biên chế một hoặc hai trung đội. Dưới sức ép của Mỹ, tháng 9 năm 1966, Cộng hòa Triều Tiên đưa thêm Sư đoàn Bạch Mã sang Việt Nam. Sư đoàn này có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ dân cư dọc các tuyến quốc lộ 1, từ Phan Rang đến Quy Nhơn và cả khu vực miền núi phía Nam tỉnh Bình Định. Sư đoàn này có 3 trung đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 7 đại đội độc lập, thiết giáp, trinh sát, thông tin, quân cảnh, quân y, hậu cần, đại đội dự bị và 1 phi đoàn không quân. Toàn bộ lực lượng của sư đoàn đóng rải rác trên 50 đồn bốt,
thuộc hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Tính đến cuối năm 1966, tổng số quân Nam Triều Tiên có mặt tại Việt Nam đã lên tới 45.000 quân, vượt xa quân số các nước đồng minh khác có mặt trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Hơn nữa, việc Mỹ quyết định tập trung toàn bộ lực lượng chiến đấu của quân Nam Triều Tiên vào chiến trường khu 5 không chỉ đơn thuần xuất phát từ lý do quân Nam Triều Tiên có kinh nghiệm trong chiến tranh du kích hay nhằm giành lại thế chủ động, tiến tới làm chủ địa bàn chiến lược khu 5. Phía sau quyết định này là cả một ý đồ vừa có tính chiến thuật, vừa có tính chiến lược. Ngay sau khi Mỹ ổ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam, đã có nhiều phương án được Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tính toán và đưa ra quyết định này. So với lực lượng giải phóng quân của ta thì quân Hàn Quốc được huấn luyện rất bài bản và được chọn lựa kỹ càng. Chúng rất thành thạo về các chiến thuật phản du kích, kỹ chiến thuật điều luyện, được huấn luyện đào tạo theo các giáo trình huấn luyện biệt kích của Mỹ. Chúng rất gan lì và được đầu độc nặng nề với lòng căm thù chế độ Cộng sản. Ngoài ra, ngay cả người Mỹ cũng phải kính nể với trình độ võ thuật của lính Hàn Quốc. Tiêu chuẩn của binh lính tham gia vào các đơn vị kể trên phải là người có trình độ cao đăng môn Taekwondo hoặc Hapido truyền thống của Đại Hàn. Lính Hàn Quốc có thể độc lập tác chiến và tự tìm cách duy trì sự sống trong vùng sâu khi bị lạc đơn vị trong chiến đấu một thời gian tương đối lâu. Chúng nghiên cứu quy luật chiến đấu và các hoạt động của du kích ta rất kỹ lưỡng và đối phó khá hiệu quả trong thời gian đầu. Chúng tổ chức các đợt càn quét lớn và rộng, đêm đêm chia quân đi phục kích các vị trí nghi ngờ với sự kiên trì và tính kỷ luật cao. Khi đi càn, chúng luôn luôn đi đầu, trực thăng Mỹ và pháo binh yểm trợ trên đầu và bộ binh Mỹ ủng hộ vòng ngoài. Quân Hàn Quốc hoạt động gần như độc lập với quân Việt Nam Cộng Hòa và không tin tưởng vào đồng minh trong vấn đề tác chiến. Chúng sẵn sàng nổ súng tiêu diệt mà không cần bắn cảnh cáo khi có một dân vệ Việt Nam Cộng Hòa đi lạc đường vào khu vực mà chúng chiếm giữ. Quân ta gặp khá nhiều khó khăn và tổn thất khi đối đầu với lính Hàn Quốc. Chúng rất lì lợm trong việc phục kích và khủng bố dân trong các vùng chiếm đóng với cách thức hết sức dã man. Quân đội Hàn Quốc gây ra nhiều tội ác man dợ, trời không dung, đất không tha, như giết hại cùng một lúc 500 dân làng ở Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, với thành phần chủ yếu là những người già trẻ em và phụ nữ, để khủng bố săn đe mọi người không được ủng hộ du kích và trả thù cho những tên bị quân ta tiêu diệt. Tư lệnh miền đã nhận được rất nhiều thư tố cáo và yêu cầu trừng trị lũ giặc đánh thuê man dợ của chi hội phụ nữ và dân trong vùng bị chiếm đóng. Quân ta đã tập trung lại và thề tiêu diệt bọn Đại Hàn để trả thù cho các chiến sĩ và đồng bào hy sinh với khẩu hiệu viết bằng máu: xé xác rồng xanh, phanh thây mãnh hổ, máu phải trả bằng máu, quyết trả thù cho đồng bào Bình Sơn, Sơn Tịnh bị Nam Triều Tiên sát hại. Các chiến sĩ ta vào trận với quyết tâm cao, cùng với vành khăn tang trắng quấn trên đầu để tưởng nhớ những đồng bào bị giặc sát hại, và các hoạt động khai tử rồng xanh liên tục diễn ra. Vào một ngày giữa năm 1966, như thường lệ, lính Hàn Quốc lên trực thăng đi càn khá đông. Chúng đổ bộ xuống một cánh đồng mà không biết ở đó đã có tiểu đoàn 48 quân giải phóng bố trí trận địa bao vây phục sẵn. Đợi bọn giặc vào thật gần, cả tiểu đoàn đồng loạt nổ súng, địch bị bất ngờ chống cự yếu ớt và tháo chạy tìm đường thoát thân. Quyết không để kẻ thù chạy thoát, quân ta nhất loạt xung phong truy kích tiêu diệt địch. Cuối trận đánh, địch hầu hết đã bị tiêu diệt toàn bộ, bỏ lại hơn 200 xác chết, chỉ có số ít tháo chạy được. Sau đó, nhiều đại đội quân Hàn Quốc bị tiêu diệt gọn trong các trận bao vây và phục kích của ta. Địch bắt đầu hoang mang và chùn tay hơn khi đi càn quét. Tuy nhiên, tinh thần của chúng chỉ gục ngã hẳn sau một trận đánh lớn. Trận đánh sáng một đòn mạnh và quân đội Hàn Quốc rung động đến cả Seoul và làm Tổng thống Park Chung-hee phải điên đầu. Đó là trận tấn công một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ của Lữ đoàn Rồng Xanh, nổi tiếng tàn ác, khát máu, đóng tại đồi tranh Quang Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1967. Trận đánh này có ý nghĩa rất lớn, nó củng cố tinh thần cho quân giải phóng, làm hả lòng hả dạ đồng bào Quảng Ngãi, nơi quân giặc đã gây ra nhiều tội ác tày trời, làm tan rã ý chí chiến đấu và sự hung hăng của quân Hàn Quốc đánh thuê. Đặc biệt, trận này không phải là ta phục kích đánh lẻ tẻ, mà đánh tiêu diệt xóa sổ một lực lượng cỡ tiểu đoàn
trong một căn cứ phòng ngự vững chắc được kết cấu bởi một hệ thống các công sự phòng ngự, kèm theo các lô cốt cố thủ bao quanh bởi hệ thống dây kẽm gai, gài mìn, nhiều tầng, được giám sát bảo vệ bởi các tốp lính đi tuần và canh gác cẩn mật. Diễn biến trận Quang Thạnh ngày 15 tháng 2 năm 1967. Tư lệnh miền đã cân nhắc rất kỹ các kế hoạch tấn công vào cứ điểm đồi tranh Quang Thạnh. Mục tiêu của ta đề ra là phối hợp các tiểu đoàn chiến đấu, vận động bí mật tiếp cận mục tiêu theo hình thức đặc công. Đến nơi tạo 4 cửa mở ở 4 góc bằng cách gài bộc phá, để phá đồng loạt các hàng rào dây kẽm gai, sau đó đồng loạt xung phong tiến vào tiêu diệt quân địch trong cứ điểm bằng AK, lựu đạn và súng phun lửa kết hợp với DKZ và B-40 ở bên ngoài. Yếu tố bất ngờ đóng vai trò chủ đạo và trận đánh phải sẽ diễn ra trong khoảng 10 giờ tối và kết thúc trước càng nhanh càng tốt trước khi trời sáng để phòng quân địch ở các căn cứ khác kéo đến tiếp viện và hạn chế hỏa lực của phi pháo bắn tiếp cứu. Trận đánh bắt đầu đúng như kế hoạch. Chúng ta dùng 4 mũi tấn công bí mật tiếp cận từ các hướng. Giữa các mũi tấn công luôn luôn đảm bảo liên lạc thông suốt với nhau và với ban chỉ huy trận đánh. Tuy nhiên do giải lộ tiêu không tốt mà một mũi tấn công bị lạc đường mất liên lạc và không đến được vị trí tập kết. Mặc dù chỉ có 3 mũi nhưng ta vẫn quyết định tấn công cứ điểm. Ta đã thành công trong việc bịt mắt bọn đi tuần và bọn gác bên ngoài. 3 mũi bí mật tiếp cận các cửa mở và đã đặt bộc phá xong. Chỉ huy trận đánh ra lệnh đồng loạt phát hỏa để mở các cửa. Sau những tiếng nổ của bộc phá và DKZ B-40 cùng lựu đạn, quân ta nhất loạt xung phong, đột phá qua các cửa dùng AK bắn xối xả vào các hào giao thông, các ụ phòng ngự có đặt trung liên và các khu giã chiến cho lính ngủ, nửa chìm, nửa nổi. Bọn địch bị hoàn toàn bất ngờ, vòng ngoài nhanh chóng bị hỏa lực của ta tiêu diệt, số còn lại lùi vào bên trong, vừa phản kích dữ dội, vừa tìm cách tập trung lực lượng dựa vào các lô cốt phòng ngự. Nắm được ý đồ của địch, ta vừa tăng cường sức tiến công, vừa bao vây chia cắt theo những khu vực để tiêu diệt và gọi hàng. Mặc dù sức tấn công của ta mạnh ở 3 mũi, nhưng do thiếu một mũi tấn công thứ tư, cho nên việc chia cắt cô lập địch thành các khu nhỏ để bao vây tiêu diệt triệt để trở nên khó khăn. Quân Hàn Quốc dựa vào các lô cốt hầm ngầm điên cuồng chống cự bằng trung liên, nhất quyết không chịu đầu hàng. Ta dùng súng phun lửa và lựu đạn tiêu diệt các ổ phòng ngự ngoan cố này. Gần đến sáng, ta làm chủ phần lớn cứ điểm, căn cứ ngổn ngang xác định. Do sơ hở, ta để một đại đội thuộc Sư đoàn Bộ binh Mãnh Hổ từ bên ngoài đánh vào tiếp cứu và chúng co cụm vào hai lô cốt kiên cố nhất ở trên cao, dùng hỏa lực chống cự quyết liệt. Lúc này phi pháo ở bên ngoài bắn dữ dội hơn. Do bên trong căn cứ lúc này chủ yếu là quân ta, cho nên chỉ huy trận đánh ra lệnh giải quyết số thương binh tử sĩ và rút lui dần, vì nếu kéo dài đến sáng sẽ không có lợi. 4 giờ sáng quân ta rút lui an toàn ra khỏi căn cứ đổi tranh Quang Thạnh. Mặc dù không tiêu diệt được 100% số quân địch, không bắt được tù binh, nhưng số mà ta tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu đủ để xóa sổ tiểu đoàn lính thủy đánh bộ của lữ đoàn Rồng Xanh đóng tại đây. Trận này, ta đã tiêu diệt tại chỗ 420 lính Hàn Quốc, chúng có khoảng 500 tên trong căn cứ. Thưa quý vị, đây là một trận đánh lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đánh quỵ lữ đoàn quân thủy lục chiến Rồng Xanh, giáng một đòn chí tử vào đội quân đánh thuê tàn ác, củng cố tinh thần cho bộ đội khu Nam về khả năng đánh địch trong cứ điểm phòng ngự kiên cố. Âm vang của trận đánh lớn đến nỗi làm cho lính Hàn Quốc sống sót đã mất hết tinh thần. Sau trận chiến này, 6 tên lính Park Trung Hy ở một đơn vị Rồng Xanh đã rút chốt lựu đạn tự tử tập thể. Một số đã tự bắn vào chân để phản đối lệnh đi càn của chỉ huy. Ở các nơi có bọn Đại Hàn đóng quân, một số đem súng tìm du kích để đầu hàng. Một số thông qua dân nhắn bộ đội giải phóng đừng có bắn chúng, đổi lại chúng sẽ chỉ đi càn lấy lệ. Sau chiến thắng này, bà con ta đã hả lòng hả dạ và yên tâm bám đất ủng hộ du kích, kiên quyết không vào các ấp chiến lược do địch cưỡng chế.